Thấy mẹ mắng chị vì lười không học bài, em gái có màn bình vực cực yêu khiến cộng đồng mạng chị biết ước. Một bé gái chỉ mới khoảng 2 tuổi đầu, trên cổ còn đeo chiếc khăn ăn. Thấy chị gái đang ngồi khóc sướt mướt vì bị mẹ mắng, em liền có những hành động khiến mọi người trầm trồ vì cứ tưởng là 20 tuổi chứ không phải là 2 tuổi. Em bên vực, ngăn cản không cho mẹ mắng chị gái với giọng điệu ra lệnh cực kỳ dứt khoát. Thậm chí còn quay sang an ủi động viên, nhỏ nhẹ kêu chị mình tiếp tục học bài vô cùng đáng yêu. Ta nói nhìn cưng gì đâu luôn á. Đúng. Mẹ nhìn thế này thì làm sao mà nở ra tay. Ở cái độ tuổi chỉ biết làm nũng và nhõng nhẽo thì bé gái này lại có những hành động cứ như bà cụ non. Nghe người thân nói mẹ chuẩn bị ra đòn với chị gái thì kìa, anh muốn đâu kìa. Đúng là có đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo, quyết tâm bảo vệ chị gái đến cùng. Nhiều cộng đồng mạng sau khi xem khoảnh khắc đáng yêu này đã để lại bình luận như sau: vừa bảo vệ vừa an ủi mới ghê, còn quàng khăn mà đã khôn thế, hiểu chuyện quá. Em bé không những lanh lợi mà còn biết bên chị nữa kìa chàng ơi, độ đáng yêu nhân 10 lên nha. Hay, cưng em bé quá, lành dễ sợ. Đúng là một cô em gái quốc dân, bao nhiêu người mơ ước đúng không nào? Bạn thấy bé gái này như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nghĩ bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 Phút. Xin chào và hẹn gặp lại!